Xin chào các bác. Nay là thứ hai đầu tuần. Chúc các bác tuần mới vui vẻ. Sáng sớm, bên cửa hàng nhà em lên sóng, giới thiệu và báo giá cho các bác tham khảo linh kiện loa rời, loa bát này, loa chép này và phân tần loa. Đây em tổng hợp rất là nhiều mẫu mã. Thứ hai thì lên sóng đủ mẫu cho anh em, cho các bác lựa chọn. Em sẽ báo giá, giới thiệu rõ từng mẫu và báo giá rõ từng mẫu các bác nhé. Em sẽ giới thiệu nhanh. Đây là một mẫu bát 20. Chui vào đây. Bát 20 từ kép các bác nhé. Con này xương sắt, hai lâm châm, côn 36. Gân mút xốp, tay thỏ các bác nhé. Bát 20 từ kép này em đang bán là 550 một đôi. Chuyển qua đây là em có mẫu bát 30. Bát 30 từ kép, gân mút xốp, mũ sần, hai lâm châm này, xương sắt. Con này của nó là côn 51 các bác nhé. Đôi này em đang bán là 850 một đôi. Và chuyển qua đây là em có chép giấy. Đây là dòng chép giấy này, giá vừa này, chép giấy từ đôi các bác nhé. Đây chép giấy vuông này, bên này là chép giấy tròn này. Loại vừa tiền này thì em đang bán là 150 một đôi. Chuyển qua đây là em có chép giấy xịn hơn, đó là chép giấy tròn của BM và chép giấy vuông của Trung Quốc. Hai loại này cũng đều là từ đôi này. Chép giấy này thì giá nó hơn một tí, em bán là 250 một đôi. Đấy. Và chuyển qua đây em sẽ báo giá cho các bác loa chung. Ở đây là em có một đôi loa chung 10, phủ bì toàn vành 11.5 là 150 một đôi. Chuyển qua đây em có chung 12 luôn, loa chung 12, phủ bì toàn vành là 14.5, giá là 250 một đôi. Và đây là có mẫu chung 16, loa chung 16 phủ bì toàn vành là 18, chung 16 xương hở các bác nhé. Chung 16 em đang bán là 350 một đôi. Và đây em có một mẫu chép bốt đường kính 6 cm, 150 một đôi. Bây giờ em đi vào báo giá chép kèn cho các bác nhé. Ở đây là em có một mẫu chép kèn, chép kèn D350 từ 100, côn 34, ren xoáy. Mẫu này em đang bán là 500.000 một đôi. Ui, nó đang bị hút lâm châm với nhau này. Và đây là em có mấy mẫu chép 450. Đây là 4 mẫu chép 450 các bác nhé. Nắp đen này, nắp bạc này, nắp cam này, chép 450 giờ CF. 4 mẫu này nó đều ren xoáy các bác nhé, đều từ 120 côn 44 ren xoáy. 4 mẫu này này, 1, 2, 3, 4, đồng giá là 750.000 một đôi. Và đây là em có một cái mẫu chép 450 giờ CF loại xịn, ren bắt ốc, từ 120 côn 44. Loại này loại từ dày các bác nhé, loại từ dày này em đang bán là 850 một đôi, côn 44 dây dẹp luôn nhé. Và chuyển qua đây là em có một mẫu chép 450 neo bi giờ CF. Con này chép 450 neo bi này là côn 44 dây dẹt, ren mặt ốc. Chép 450 neo bi này em đang bán là 1.250.000 một đôi. Và chuyển qua đây là em có hai mẫu chép kèn 750. Chép kèn 750 nắp nhựa xanh từ 170 côn 72. Em đang bán là 1.250.000 một đôi. Chuyển qua đây là chép kèn 750 nắp nhôm từ 170 côn 75, giá là 1.450.000 một đôi. Hai mẫu chép 750 này đều là ren bắt vít nhé. Đấy. Và các bác mua chép kèn thì em có bán luôn phân tần chống cháy chép của nó. Đấy, với chép kèn này, phân tần chống cháy chép 250.000 một đôi, dành riêng cho loa chép kèn. Còn các bác mua những dòng chép giấy nhá, em sẽ tặng cho các bác tụ vàng như kia, tặng kèm tụ luôn. Đấy, bây giờ em sẽ đi vào báo giá phân tần loa các bác nhé.
Phân tần loa. Phân tần loa full 1 bát 1 chép BA5. Có giá là 550 một đôi. Ở đây là phân tần loa. Phân tần loa JBL6012, 1 bát 1 chép kèn. 950 một đôi. Phân tần loa F1518, 1 bát 1 chép kèn. Phân tần này cực xịn luôn các bác nhé. 1.050.000 một đôi. Và chuyển qua đây em có phân tần 715. Phân tần loa JBL715 full đơn, 1 bát 1 chép kèn. Phân tần SRX715 này em đang bán là 950 một đôi. Ở đây là phân tần SRX725. Phân tần loa SRX725 này thì là 2 bát 1 chép. Em đang bán với giá là 1.050.000. Rất là nhiều linh kiện loa rời các bác nhé. Và đây là hai mẫu phân tần loa. Phân tần loa H883, 1 bát 1 chung 1 chép, 850 một đôi. Phân tần loa BA3T, loại cao cấp, loại xịn, 1 bát 1 chung 1 tép. Cái này có giá là 1.350.000 một đôi các bác nhé. Khủng bố luôn. À, các bác mua chép kèn thì em tặng kèm cho các bác đề nối chuyển đổi luôn nhé. Đấy, trong này thì em có phân tần là phân tần loa 1 bát 2 chép loại rẻ 150 một đôi. Phân tần loa KTV211 lắp cho 1 bát 2 chép hoặc 1 bát 4 tép giá 450 một đôi. Phân tần loa BMB2000C 1 bát 4 tép em đang bán là 250 một đôi phân tần xanh lá này nhé. Đấy, rất là nhiều linh kiện phân tần. Chuyển qua đây em sẽ báo giá cho các bác mấy mẫu loa bát này. Đây là mẫu bát 20. Bát 20 từ 140, côn 51. Hàng chính hãng của BIS. Có model là GW 80501, gân vải tẩm dầu ạ. 2 gân, xương nhôm. Từ 140, côn 51 nhé. 1.050.000 một đôi. Đây là mẫu bát 25. Bát 25 của BIS. Có cái model là GW 165005. Con này là từ 156 côn 65 xương nhôm. Đây. Gân vải tẩm dầu 2 gân. Mẫu này em đang bán là 1.250.000 một đôi. Chuyển qua đây em có mẫu bát 25 BIF có model là GW 175005. Con bát 25 này từ 170 côn 76 các bác nhá. Đấy, xương nhôm. Gân vải 2 gân, 1.450.000 một đôi. Chuyển qua đây là em có mẫu bát 30 toàn giải. Bát 30 toàn giải gân vải tẩm dầu 3 gân. Từ 140 côn 51, xương sắt. Giá bán là 1.050.000 một đôi. Chuyển qua đây là em có mẫu bát 25 toàn giải. Bát 25 toàn giải. Đấy, nó bát 25 toàn giải là từ 156 côn 51. Với bát 25 toàn giải này em đang bán là 950 một đôi. Và đây là bát 30 RCF. Bát 30 RCF màng xếp ly lượn sóng, màng chống nước. Gân vải tẩm dầu 3 gân. Côn 76 từ 190. Bát 30 giờ xếp này bích 6 lỗ nhé. 246. Em đang bán là 2.050.000 một đôi. Chuyển qua đây là có mẫu bát 30 màu cam. Xương nhôm cam từ 190 côn 76. Gân vải tẩm dầu 2 gân màng chống nước. Bát 30 xương cam này bích thép trắng. Hàng chính hãng của BIS. Giá là 2.350.000 một đôi. Chuyển qua đây là em có một mẫu bát 40. Bát 40 RCF từ 220 côn 100 làm súp. Gân vải tẩm dầu 3 gân, màng xếp đi lượn sóng. Đây các bác nhá, 40 RCF đây. Côn 100 này. Từ 22. Con này của lọ đít lồi các bác nhá. Đít lồi vòng tròn nhựa xanh, xương nhôm. Giá em đang bán là 1.600.000 một cái này.
Hôm nhớ thứ hai đầu tuần em lên sóng cho các bác rất nhiều mặt hàng rồi, linh kiện bát chép phân tần. Các bác quan tâm mua hàng thì gọi trực tiếp cho em vào hai số điện thoại 5815 và 712. Mua hàng các bác có thể kết bạn Zalo, nhắn qua Zalo cho em nhé, em giao hàng toàn quốc. Bên cửa hàng nhà em thì chuyên xỉ lẻ rồi. Bác thợ nào, anh em thợ nào mà lấy số lượng nhiều, điện trực tiếp về bên cửa hàng hoặc kết bạn qua Zalo nhé, để em báo giá cho các bác, lấy số lượng giá siêu rẻ anh em nhé. Thôi nhé, em xin dừng video, hẹn gặp lại các bác ở video giới thiệu sản phẩm lần sau.